Gần đến ngày 28 tháng 2, thời hạn cuối cùng trả nợ tiền đất theo nghị định 79 của chính phủ, hàng ngàn hộ dân còn nợ tiền đất tái định cư ở thành phố Đà Nẵng lo lắng vì nhiều vướng mắc thủ tục đất đai chưa được giải quyết. Trong khi đó, quyết định 3212 của Ủy ban nhân dân thành phố ủy thác 250 tỷ đồng sang ngân hàng chính sách xã hội cho vay hỗ trợ lãi suất để người dân có cơ hội trả nợ tiền đất theo đơn giá cũ và đúng hạn vẫn chưa được tận dụng hiệu quả đến thời điểm cuối năm 2020 mới chỉ có 72 hộ dân được tiếp cận gói tín dụng này với dư nợ gần 11 tỷ đồng. Nguyên nhân giải ngân chậm một phần là do quá trình triển khai đã phát sinh những vướng mắc về hồ sơ, giấy tờ, diện tích hoặc đất đã được sang tên đổi chủ, vân vân. Theo Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Đà Nẵng, những trường hợp đã nộp hồ sơ hợp lệ nhưng làm thủ tục nộp tiền trả nợ không kịp hết ngày 28 tháng 2 năm 2021 Đề nghị thành phố cho tiếp tục giải quyết trả nợ và yêu cầu thời hạn thanh toán trước ngày 1 tháng 4 năm 2021. Thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận huyện tổng hợp, chốt danh sách hộ cá nhân đã nộp hồ sơ hợp lệ chuyển cho Cục thuế thành phố và chi cục thuế các quận huyện ban hành thông báo nộp tiền sử dụng đất. Các hộ thanh toán nợ tiền đất chậm nhất trong 30 ngày kể từ ngày ký thông báo của cơ quan thuế.